vì lý do gì? Bố em bệnh. Bệnh gì? Bệnh là rét, xong rồi là rét nhanh. Rét cái gì? Rét dạ dày. Rét dạ dày. Rồi hôm trước, hôm sau mất đi bệnh viện, bổ xong là mất luôn. Ừ, nhanh chứ cả. Đáng lẽ đi tỉnh nhưng mà lại đi bệnh. Em phép ba thấy như này thì trước tiên thì là cũng cho em xin phép là em biết là nghiệp của gia đình em nặng thì thầy cứ kiểm tra giúp em kể để vợ em luôn thì là nếu mà thì giúp được gia đình em thì cố gắng giúp em, còn nếu mà không được thì để em tu phúc từ cùng dần dần để em nói thì em cũng hiểu sao lại phải hỏi chưa hỏi nhà bạn đã hỏi nhà vợ chưa? À không, ý là không hỏi cả nhà vợ ấy. Thế bây giờ bạn trình bày nhà bạn trước đi xem nào. Thì nhà em thì là như em tìm hiểu thì về gia tiên ấy, là cụ từ cách đời của em là đời thứ sáu, cũng là bảo là hầu quan nhưng mà cũng thuộc là có quyền, tức là quan chức ở địa phương. Đây gọi là xã gì Lao nhỉ? Xã Võ Lao. Võ Lao, Văn Bàn đúng không? Tức là từ đời thứ sáu đã ở đây rồi. Đấy, không, đất này đất mua lắm. Còn đất của ông ấy mình là mình ở đây là đời thứ ba ấy, đời người ta đời trước như hai đời đấy. Nhưng mà họ nhà bạn là ở đâu? Họ của em là ông cụ đời thứ sáu là từ Lào Cai xuống. Lào Cai xuống. Cam rồi. Thế còn lại thì nhà có vấn đề tâm linh như thế nào? Đấy thì em nói mốt về gia tiên. Còn cụ năm đời thì không làm gì, nhưng mà cụ bốn đời thì cũng là thuộc dạng gần là trung nông. Trung nông. À. Còn là về đất cát ở đây thì là ngày trước là thấy có hỏi là bố em với ông em đào ao, đào được 5 cái hũ, à 7 cái hũ. Thì ở ao đây? Ao ở trên đất này. Vâng. Thì là em cũng có hỏi kỹ cả ông, cả bố, cả các chú đào thì các chú bảo là toàn ở đấy toàn do. Toàn do không? Thế người đào mà 5 cái hũ? 7 cái. 7 cái hũ to không? To. Em còn đi bảo mẹ em đi xin các chú ấy về thì nó bị vỡ được khoảng một đoạn nào này. Kiểu chia nhau đi ấy. Mấy ngày lên một cái đi xong đi xin. Bên trong chỉ là cho thôi ạ? Cái này mẹ em thật sự là mẹ em không biết, bởi vì là bà cả mất thì lấy ra. Bà cả mất vì lý do gì? Vì cũng bệnh là bệnh máu trắng. Tức là tự nhiên là bị máu trắng này là thường là nó phải có gen di truyền thì đây bị là cái mũ thì em vẫn mang về em để dưới miếu. Thì còn ở đây có miếu à? Vâng, có miếu. Miếu từ bao giờ? Miếu em với mẹ em làm. Đấy là sau là khoảng độ là mất từ năm 88 đến năm 93 đến 4 người là bà cả này, bác còn bác con nuôi bác đều có tham gia đào không? Bác đều có tham gia đào không? Cái này thì em không rõ. Cái này mượn người trong làng người nào thôi. Mượn người trước là ông có tiền đấy, ông mua con ngựa về xong ông mổ xong làm mời những người ở trong làng này, cái tầm trung trung tuổi ấy. Thế rồi thôi được rồi bây giờ này bạn nghe tôi hỏi nhé, bốn người mất đấy là trong họ gì? Tức là bố bạn, bà cả và ông bác nữa. Em trai. Bác con nuôi của ông ạ. Rồi em trai của bố. Làm trai của bố. Thế em trai của bố có tham gia đào không? Em trai cái này thì em cũng không rõ. Em trai xong rồi đến vợ để ông. Rồi. Đấy xong rồi là cụ tứ đại. Còn bố em là đến mãi sau về 2011 mới mất cơ. Thì còn đến năm 94 thì bố em mới lấy mẹ em. Thế đào thì được từ năm nào? Nó khoảng từ năm 88 đến năm 93, có hình như được không nhầm là năm 88. Đào. Còn em sinh năm 95, thì đến năm 95 mới có em thì cái này thì thật lòng. Thôi rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra nhé. Tại vì bây giờ động chạm vào của như này thì lại hơi mệt đấy, chứ không phải đơn giản các bạn nhé. Đấy thì em hơi mệt hơn chứ. Từ từ đã. Tại vì đây là hũ thì không thể là hũ không được, không ai người ta chôn hũ không cả. Mà đào ở đây ấy là đào phải, nhưng khi nó không đúng người thì nó sẽ hóa đi, nó thành đất hoặc là thành tro gì đấy. Động vào rồi là mệt đấy chứ không phải đơn giản đâu. Thank you.
tức là nó ở cái góc này đây này, nó ở góc này đây này, tức là hậu trái nó, tức là góc này của đất đây này, đây là hết đất rồi đúng không? Đây là hết đất đúng không? Thì đây là hậu trái bên kia, tức là góc kia kìa. Đúng rồi, đúng cái ao nào. Mà bây giờ thì vẫn còn cái khế mà nó chết rồi nhưng mà vẫn còn ở đấy, mà ngày trước em xuống dưới Nam Định ấy thì là cô Thụy cô xem cho ấy. Xuống tận cô Thụy. Vâng, em xuống tận cô Thụy để lên. Vâng. Bạn chứng tỏ cũng rất là quan tâm đến tâm linh. Tôi rất là trân trọng những cái tâm như thế này. Nhưng mà trường hợp này tôi đang là hơi khó đây. Cô ấy bảo là nhà thì còn của là có vẫn còn bạc. Cái đấy thì không quan tâm, nhưng ở đây đã đào lên 7 cái chum rồi. Thì ở bên trong đấy là nó có của, nhưng mà của nó hóa đi. Đất này chỉ có một trinh nữ thôi. Cái cây khế đấy có từ bao giờ? Cây khế đấy lâu lắm rồi. Bây giờ chết nó đổ rồi nhưng mà nó vẫn còn gốc bây giờ. Bây giờ nó đổ hết rồi. Bờ ao đấy giờ còn không ạ? Cái ao đấy còn không? Ngay sát cái miếu. Bây giờ dẫn tôi ra đấy xem nào. Thôi từ từ đây ngồi đây đã để xem đã nhé. Bây giờ tôi kiểm tra xem có được phép giúp không nhá. Được phép giúp thì tôi giúp, không được phép giúp là hơi mệt đấy chứ không phải đơn giản đâu. Tôi căng lên. Bạn nhìn thì bạn biết rồi đấy. Admin Atem thế này thì hơi căng đấy bạn. Hơi khó giúp. Của thì đúng là vẫn còn, nhưng nó mất đi rồi. Tức là vẫn còn là, tức là có nhiều hơn 7 cái chung. Ở đây còn là có người nằm mơ đấy, là ở đây là toàn người đen. Người đen ấy, mặc quần áo đen đấy gì? Dọc cờ đen. Cái cây khế đấy là cây khế lâu đời. Cái khế lâu? Lâu lắm rồi. Không, nó to lắm bằng cái bàn. Cái lúc à... Chứ chưa? Có cái ao to to thì nó ở đấy rồi, nhưng mà biết nó, nhưng mà nó sai quả lắm, quả thì nó nhiều cành nó còn gãy đi. Khế chua ấy ạ? Khế chua. Vâng. Nhưng mà quả nói là khế chua nhưng mà ăn nó không không được chua mấy, nó hơi khô khô. Xin lệnh như thế này là hơi khó giúp đây này bạn này. Dạ, em nhìn. Nên là em bảo với thầy là em biết nhà em nặng nghiệp nên là nặng ở đây ấy, chưa nói đến cái nghiệp của gia tiên đâu. Mà ở đây nó là cái việc động vào đồ của thần này. Cái này là hơi khó đấy chứ không phải đơn giản. Bạn có con chưa? Em có một cháu mới mất. Mới mất được à... Tháng 5. Cháu được bao nhiêu tháng? Được 6 tháng. Sinh ra được 1 tuần thôi. Sao mà mất? Không có lý do. Tức là như thế này thì để em nói được. Thật ra em biết nhà em nặng đất nên là từ khi là vợ chồng em ấy thì em cũng ở nhà này, ở trên hết trên nhà một chung. Trời không khỏi nắng bạn ạ, không khỏi nắng. Nói chung thằng con cũng mất theo tình trạng gọi là nằm ngủ đi nghỉ xong rồi. Ở đây bảo đất nặng quá thì cho con nó ở bên ngoài ấy. Vâng ạ. Vợ em về đây cái là nằm ở đây một hôm là uống luôn. Giúp bạn như thế nào bây giờ, trường hợp này rất khó đấy chứ. Mà đây nó rất là nghịch và nặng. Rất là nghịch và nặng. Thực sự là rất khó đấy bạn. Mà cứ để diễn biến như thế này tiếp ấy, nó sẽ không đơn giản chỉ là bố bạn, con bạn mất đâu, còn thêm người nữa mất đấy chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà gần nhất là bây giờ là thằng em trai. Em trai thì nó bệnh, nói chung là nó cũng người nó kiểu gì ấy mà. Em nó... trai của bạn á? Em trai đang ở đâu? Em trai em bây giờ đang ở nhà. Nó bị bệnh gì? Bệnh lắm. Ho ra máu. Nhưng mà bây giờ thì đỡ rồi, nhưng mà cái vía của nó thì cái nghiệp đến nhà mình là nó phải gánh rồi đấy. Thì cũng đi xem thầy thì người ta nói. Vâng, bây giờ cái này thì không ai trả được cho cái nghiệp này đâu. Bây giờ cái quan trọng là bây giờ là cái thần như thế này. Nhưng mà mình tránh đi ở nơi khác có được không? Không được, đây bạn này bạn ấy tránh đi đấy. Hai vợ chồng tránh đi có được đâu. Vâng. Chỉ làm thế nào cầu thôi. Cầu thì cũng được, bây giờ như thế này rất là khó. Tại vì động vào của nó rồi rất là khó chứ. Chuyện bình thường thì bắt đi một cái là đất dọa yên ngay thôi. Nên là
em mới nói trước từ ban đầu đấy là thầy cố gắng giúp được em giúp, mà nếu mà không ấy thì cũng để em biết lý do và cái với lại đây là thần giữ của rất là mạnh, rất là mạnh. Tôi rất muốn giúp bạn nhưng mà trường hợp này rất khó, tại vì là động vào như này đào bảy cái của nó lên như này rất khó. Mà bạn còn trẻ có tâm như này tôi rất là muốn giúp đấy chứ. Thôi được rồi. Đây là ngày xưa hơi lạ nhỉ. Đấy cái chum này em lấy từ nhà ông. Tức là đây là ngày xưa đào được cái chum này đấy thì. Đúng rồi, chắc là cái này với cái này này chum đào đấy, cái này là lấy về làm. Vâng vâng. Mua lại nhỉ. Toàn chung như này 7 cái mà. 7 cái như này à? Như này xong mà toàn đây là cái cho mà. Đấy thì xin họ đấy. Rồi đâu kiểu... cái gốc khế đâu? Đấy, gốc khế. Nó đổ. Nó vẫn còn đấy gì? Nó gốc nó ngay đây. Thế là sao lại làm miếu ở đây? Ai bảo làm miếu ở đây? Ngày trước thì là mẹ em làm ở ngay gốc kia thôi. Này, xong rồi em chuyển lên đây. Ngay chỗ tôi đứng luôn. Ủa. Ngay đây luôn này. May mà trước em móc ao nó hút tới. Ừ, không sâu đâu, mình mét thôi. Ở đây cái bờ này em đắp lên nhá. Đắp thế thì nó ở ngay trên mặt thôi. Đắp lên sâu cao không? Chắc cũng khoảng độ là tầm 50 phân gì đấy. Thế thì nó ngay dưới trên mặt thôi. Chỗ này rồi. Thôi đừng có động chạm gì ở đây nhá. Đừng động chạm đây thôi được rồi. Rồi. Cô ấy cứ buổi tối cô ra đây là đau đầu choáng người. Ở Song Sơn mới bảo mẹ đừng ra chỗ này, không đi quanh bên kia có vấn đề. Cô ra đây cô cũng biết mà, người cứ cảm giác là bị có cái gì nổi da gà ra. Rồi.